Anh Đi Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay thì có rất nhiều tin tức anh Đi sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị những bản tin tức tổng hợp, hy vọng là nó đủ thời gian qua cái ngày đầu tuần mà quý vị, ngày thứ hai. Thì quý vị biết cũng đã nhiều tin tức lắm rồi, và tới giờ phút này thì quý vị thấy rằng nó nhiều cái bản tin tức thật sự ra nó không phải là gì mới, nhưng mà nó chỉ phát triển từ những cái bản tin cũ và mình tiếp tục theo dõi để nó đi tới đâu thôi. Thì ngày hôm nay bản tin đầu tiên mà anh đi gửi đến cho quý vị đó là cái phải nói rằng hơn 12 nước thì đang dừng cái tiêm vaccine AstraZeneca, và WHO và châu Âu thì họ đang họp khẩn cấp về vấn đề này. Bởi vì cái lý do tại sao là tính tới hôm nay, tức là ngày 16 tháng 3, thì có hơn 12 nước, trong đó có cả nước Pháp, nước Ý, nước Đức đã dừng tiêm cái loại vaccine COVID-19 của AstraZeneca vì họ lo ngại những cái nguy cơ có thể gây đông máu và một số những cái tác dụng phụ khác. Theo cái hãng thông tấn AFP thì mặc dù những cái nhà phát triển vaccine họ khẳng định rằng không có một cái rủi ro nào, song các chuyên gia của Tổ chức Y tế WHO vẫn sẽ phải nhóm họp trong cái ngày 16 tháng 3, tức là ngày hôm nay, để đánh giá về cái độ an toàn của vaccine do AstraZeneca sản xuất. Cái cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu, tức là EMA, cũng sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt trong ngày 18 tháng 3 này để mà đánh giá cái vaccine của AstraZeneca, tức là những ngày sắp tới. Dù vậy thì cái hãng tin của hãng thông tấn Reuters thì trong cái cuộc họp báo ngày hôm nay, EMA khẳng định là những cái lợi ích của vaccine COVID-19 do AstraZeneca đã phát triển vẫn lớn hơn những cái rủi ro có thể sau khi nhiều nước quyết định dừng tiêm chủng vì lo ngại cái nguy cơ làm tăng huyết khối sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca. Cái giám đốc điều hành EMA, tức là Emer Cook, đã nói rằng bà hoàn toàn tin tưởng vào cái tác dụng của vaccine AstraZeneca. Và bà nói thêm, chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng những cái lợi ích của vaccine AstraZeneca trong cái việc phòng ngừa COVID-19 và cái nguy cơ phải nhập viện hay chết vì cái bệnh này là lớn hơn cái rủi ro từ các tác dụng phụ. Bà Emer Cook nói trong một cuộc họp báo online vào sáng ngày hôm nay. Và bà cho biết rằng cái cơ quan này đang đánh giá từng cái vụ việc cụ thể xảy ra với vaccine của AstraZeneca và hy vọng sẽ hoàn thành cái bản đánh giá trong ngày 18 tháng 3 sắp tới đây. Cho tới đây đã có nhiều nước tạm dừng tiêm cái vaccine COVID-19 của AstraZeneca như nước Đức, nước Pháp, nước Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovenia, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Na Uy, Iceland, Congo, Bulgaria, Thái Lan, sau khi tạm hoãn kế hoạch đã tiếp tục sử dụng cái vaccine này, và kể cả Việt Nam nữa. Bây giờ đang lưỡng lự có nên dừng hay là tiếp tục chích hay không. Nước Anh và Canada vẫn ủng hộ cái vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Trong những tuần tới thì AstraZeneca dự kiến nộp cái đơn xin cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của FDA của Hoa Kỳ sẽ cấp phép cho vaccine của họ. Và hiện tại tại Hoa Kỳ đã phê chuẩn mà dùng khẩn cấp ba cái loại vaccine được chính thức thông qua, đó là COVID, là Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson. AstraZeneca cho biết đã ghi nhận khoảng là 37 trường hợp gặp cái sự việc mà máu nó đông lại trong số hơn 17 triệu người đã tiêm cái vaccine COVID-19. Của hãng sản xuất ra tại 27 nước ở châu Âu và nước Anh. Quý vị cũng biết là cái AstraZeneca là cái hãng dược được sản xuất bởi nước Anh và nước Thụy Điển. Thì rất nhiều quốc gia họ đã tiêm chủng cái thuốc ngừa này. Nhưng mà cái vấn đề chính ở chỗ này nè quý vị. Theo anh đi nghĩ thì cái bà mà bà Emer Cook bà nói là đúng, bởi vì quý vị thấy 17 triệu người chích mà chỉ có 37 người là có những cái tác dụng phụ, trong đó chưa kể những cái điều tra, đó là những cái người này là có những cái bệnh
trước đây rồi, như cao máu, tiểu đường hay là nhiều cái căn bệnh khác. Bây giờ cái thuốc này nó vô, nhiều khi nó tạo những sự ảnh hưởng, những cái tác dụng phụ cũng giống như là bị đông máu vân vân. Thì đây chỉ là một cái loại thuốc mà nó vaccine mà nó khẩn cấp thôi. Sau khi mình có thể chích cái loại mà thuốc này xong thì mình cũng còn có cơ hội để chích những cái loại thuốc khác. Nhưng mà nếu bây giờ mình ngưng chích, chẳng hạn như cả 12 nước đều ngưng chích như thế này và nhiều quốc gia khác nữa đang sử dụng mà ngưng chích, thì một cái vấn đề lớn nó sẽ xảy ra. Đó là cái chuyện mà bệnh dịch nó sẽ không có ngưng lại và nó tiếp tục phát triển. Cho nên quý vị thấy rằng với một con số 37 trên 17 triệu thì nó không là gì cả. Nhưng mà trong cái bản tin này nó có một cái việc, đó là mặc dù là được sản xuất ở tại châu Âu, do Anh, do Thụy Điển, nhưng mà tại sao lại phải cần được cấp phép bởi FDA của Hoa Kỳ? Là bởi vì cái cơ quan mà FDA của Hoa Kỳ, cái tiếng nói nó rất là quan trọng và có uy tín nữa về quản lý và dược phẩm đó. Thì nếu như được Hoa Kỳ thông qua đó, thì trong những ngày sắp tới đây thì phải nói rằng cái loại thuốc mà của Anh và của Thụy Điển này sản xuất sẽ được rộng rãi hơn và nó có nhiều uy tín hơn. Và trong trường hợp này thì hiện tại thì anh đi cũng không biết nó sẽ đi tới đâu. Với một cái trong những ngày sắp tới đây họ sẽ đánh giá lại cái loại thuốc này và không biết FDA họ có chuẩn thuận hay không. Nhưng mà với một cái số lượng nhỏ là 37 trên 17 triệu người thì anh đi nghĩ rằng chắc nó sẽ thông qua thôi. Là bản tin đầu tiên cũng liên quan mà làm rầm rộ lên hết trên toàn mọi cái phương tiện truyền thông thì anh đi gửi đến cho quý vị. Bản tin kế tiếp mà anh đi theo dõi mấy ngày hôm nay rồi đó, thì hầu như quý vị mở những cái đài của địa phương nào, đặc biệt là nơi của quý vị đang sinh sống đi. Ở địa phương thì quý vị cũng đều nhìn thấy những cái hình ảnh là cái lưới B40 rào chung quanh, rồi có cả hàng ngàn trẻ nhỏ với cái phát bát ở trên lưng đó, đi tới đi lui trong đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái tiêu đề mới thấy đó là những cái người mà những đứa trẻ nó di dân, nó vượt qua biên giới của Hoa Kỳ mà không có người lớn đi kèm. Thì quý vị biết rằng những cái đứa trẻ này đó, nó theo cái báo đài mà anh đi xem đó, là hơn 4.000 đứa trẻ và lên tới có thể là 4.300 đứa trẻ như vậy, nó vượt qua biên giới vào trong biên giới của Hoa Kỳ mà đặc biệt không có được người lớn đi kèm. Cái độ tuổi của nó là dưới 18 tuổi, 16, 17, 15, thậm chí có nhiều đứa trẻ chỉ có 1 tháng tuổi thôi, hoặc là 1 tuổi, hoặc là lớn hơn chút xíu nữa. Những đứa lớn dắt những đứa nhỏ vượt qua biên giới bằng mọi cách, có thể là họ đi bằng đường biển, hoặc là vượt qua đồi núi chập trùng, hoặc là leo qua những hàng rào biên giới vân vân. Nhưng một khi đã lọt vào nước Mỹ rồi, mà nó là những cái đứa trẻ dưới 18 tuổi, bây giờ thì nước Mỹ phải làm cái gì? Cho nên quý vị thấy một cái vấn đề nó rất là phức tạp ở cái chỗ là sau khi mà ông Biden, Tổng thống Biden ông ký một cái lệnh lật ngược lại cái vấn đề mà cấm di dân cái thời của ông Trump, thì bây giờ đó, những cái người mà di dân đó là họ lại tràn về cái biên giới của nước Mỹ thật là nhiều. Nhưng mà cái lần này quý vị thấy là chỉ thấy những đứa trẻ dưới 18 tuổi thôi. Cho nên đây là một cái vấn đề mà rất là nan giải. Quý vị có thấy một cái vấn đề, đó là cái lực lượng mà biên phòng bây giờ họ không biết phải làm gì với những đứa trẻ này. Họ phải chuyển những cái đứa trẻ này, những cái cơ quan chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ em di cư của Bộ Y tế. Và nói chung là những cái cơ quan này đang gặp những cái khó khăn trong cái việc mà điều phối những cái cơ sở phù hợp cho những cái đứa nhỏ này, bị nhiều hạn chế từ cái đại dịch Covid-19 đã. Rồi cái số trẻ em bị kẹt ở biên giới ở phía Nam ở nước Mỹ này đó thì càng ngày càng gia tăng, làm cái chính quyền của Hoa Kỳ đó trở tay không có kịp. Các em nhỏ này phải ở tạm tại một số những cái cơ sở giống như cái trại giam hay trong một thời gian dài. Các quý vị cũng biết là cha mẹ đẩy con cái đi
hy vọng nó tìm được một đời sống tốt ở trong đất nước Hoa Kỳ này, hay với một cái mục đích gì đó. Thì bây giờ những cái đứa trẻ này đâu biết gì, đi thì cứ đi, bây giờ cha mẹ không ở bên cạnh, 2, 3, 4, 5, 6 tuổi thì nó rất là sợ hãi, nó không liên lạc được với gia đình của nó và nó bị hạn chế ra ngoài nữa. Cái đài mà ABC làm những cái phóng sự nó rất là khổ sở và rùng rợn quý vị. Bây giờ đứa đòi về, đứa thì ở lại, đứa không biết cha mẹ ở đâu. Bởi vì cái này là với cái mục đích của người lớn chứ không phải những cái đứa trẻ con. Chẳng hạn như đứa 1, 2 tuổi, 5, 3 tuổi nó đâu biết gì đâu. Thì cuối tuần qua cái ông mà Alejandro đó, Mayorkas là Bộ trưởng Bộ Nội an, đã ra lệnh cho cái cơ quan khẩn cấp của liên bang là FEMA phải giúp tiếp nhận, tạm trú và chuyển giao những đứa em này. Những cái đứa trẻ như anh đi mới vừa nói chỉ mới có 1 tuổi, 2 tuổi, 5, 3 tuổi. Thì bây giờ những cái văn phòng tái định cư của họ cũng không biết làm gì với những cái đứa nhỏ này nữa. Bây giờ họ phải đi tìm những nhà thờ, những người bảo trợ, rồi phải giúp lọc ra những đứa trẻ dưới 5 tuổi, 6 tuổi, rồi những đứa 6 tuổi tới 10 tuổi, những đứa 10 tuổi tới 15 tuổi, rồi 15, 16 tới 18 tuổi, vân vân. Thì bây giờ đó, thì nói chung là những cái điểm mà tiếp nhận khẩn cấp, tức là Emergency Intake Site đó, ở cái thành phố Midland ở phía tây tiểu bang Texas là một trong những nơi mà giúp những cái đứa nhỏ này được tạm trú tại cái hội Hồng Thập Tự mà Hoa Kỳ thì đang tài trợ. Cho nên là nó cái tình trạng nó quá đông, và những cái trại ở biên giới như thế này, cái đứa nhỏ mà 1 tuổi sống chung với đứa mười mấy tuổi, nó rồi trai có gái có, nó lẫn lộn. Rồi đặc biệt là nó từ nhiều quốc gia đến, nó không phải từ Mỹ, nó từ cái miền Trung Mỹ, bao nhiêu quốc gia, Guatemala, rồi Colombia, rồi Mỹ Tây Cơ, rồi những quốc gia, nhiều quốc gia, cho nên nó lộn xộn hết. Cho nên bây giờ nó làm giống như là một cái khối mà đè nén lên tới 4.300 người như vậy, mà toàn là trẻ em không. Nó gây cái tình trạng hỗn loạn, mất vệ sinh về vấn đề ăn uống, về văn hóa, về sắc tộc, về đủ mọi thứ. Bây giờ nó đang hỗn loạn và chính phủ Mỹ bây giờ không biết phải giải quyết nó như thế nào. Cho nên là Andy theo dõi những cái bản tin, những cái nhà mà bình luận, cũng giống như những cái hội tổng Hồng Thập Tự, cũng giống như là nhiều cái cơ quan mà liên quan tới vấn đề này, thì thật sự họ đang trong cái sự hoảng loạn, họ không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Mà còn nhiều ngàn đứa trẻ nữa lại tiếp tục dồn tới. Cái số này là số đã lọt qua được biên giới, còn cái số mà đang nằm ở bên kia biên giới chuẩn bị để mà lọt qua nữa. Và theo như những cái tổ chức buôn người hay là những cái kẻ mà họ ăn tiền để họ đưa những đứa trẻ này qua biên giới này đó, thì bây giờ theo cái sự điều tra thì còn nhiều nữa. Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ phải làm gì tới vấn đề này? Cho nên là họ mới đặt ra một cái câu hỏi. Cái điều quan trọng nhất là phải nói với những cái người lãnh đạo của những quốc gia này để làm sao họ ngăn chặn bớt. Cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề mà khẩn cấp nhất là phải giải quyết cái tình trạng ăn ở cho những đứa nhỏ này, tìm những người bảo trợ. Cái vấn đề thứ ba đó là làm sao phải ngăn chặn cái làn sóng mà nó cứ tiếp tục nó dồn vào. Cho nên hết cái đợt này sẽ có đợt khác dồn vào, mà quý vị cứ thử tưởng tượng với cái cảnh sát biên phòng mà đi dọc cái biên giới của mình như vậy, mà cả hàng ngàn đứa trẻ nó leo qua, đuổi cũng không được, bắt cũng không xong, bắn cũng không được, cản trở cũng không được, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Cho nên cái đây là cái vấn đề mà nan giải cho chính phủ của ông Biden. Anh đi còn nhớ ngày xưa cái làn sóng của cái người mà chạy trốn Cộng sản Việt Nam vào cái khoảng thời gian mà sau năm 1975 cũng y chang như vậy. Cha mẹ đẩy những đứa con lên những chiếc thuyền, trả 5-3 cây vàng, cuối cùng nó đi đâu cũng không biết, viết vội trong cái tay áo của nó cái địa chỉ, cái người thân hay là bất cứ một cái số gì để có thể liên lạc được. Bao nhiêu đứa trẻ cũng không có cha có mẹ cũng đi như vậy. Còn bao nhiêu người bỏ xác trên biển, bao nhiêu đứa trẻ đến được cái quốc gia, rồi đến cái nơi mà có thể định cư lâu dài về sau này, biết bao nhiêu cái sự khổ sở. Bây giờ mình nhìn vào những hoàn cảnh này thì mình thấy rõ ràng y chang như cái thời trước.
cái thời mà sau năm 1975 của mình. Và nó có một cái vấn đề như vậy nè quý vị. Sáng ngày hôm nay anh đi đọc một số những cái comment, một số những cái nhà bình luận họ nói cũng rất là hay. Cái số mà dưới 18 tuổi này có thể là đây là những cái nhân tài, có thể nha, những cái nhân tài của nước Mỹ về sau này. Nếu họ đi với cha mẹ của họ, họ có thể, những đứa trẻ này sẽ bị nhiều những cái sự trắc trở, nhiều những cái sự khó khăn, có thể sống trong cái cảnh mà nghèo đói. Nhưng mà nếu như những đứa trẻ này được những hội nhà thờ, những người không có con, những người yêu thích trẻ em, những người giàu có, người ta đem về, người ta nuôi dưỡng, thì nó sẽ trở thành được giáo dục tốt, sẽ trở thành những cái tài năng cho đất nước Hoa Kỳ sau này. Biết đâu trong số này sẽ có bộ trưởng, sẽ có dân biểu, và cũng có những người mà giàu có như Elon Musk, hay là những người mà như Steve Jobs, hay là những cái nhân tài trên thế giới này. Cho nên là đó cũng là một cái lời mà bàn cãi qua lại. Nhưng mà đặc biệt cái trước, cái chuyện đó là chuyện lâu dài về sau này, còn cái chuyện bây giờ làm sao giải quyết vấn đề này đây. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề nhức nhối lắm. Sáng ngày hôm nay đi đọc những bản tin này, và đặc biệt cái bản tin này nó kéo dài từ hôm nọ tới giờ. Hãy cứ mở đài ra là quý vị thấy cái hàng rào B40 và những cái đứa trẻ nhỏ cứ đi tới đi lui ở trong đó, ngồi xuống, đứng lên, đeo cái một cái túi ở đằng sau lưng, rồi nhận những bữa ăn, rồi chích ngừa, rồi đủ thứ mọi chuyện hết. Cho nên cái bản tin này đi gửi đến cho quý vị, nhưng mà cho tới lúc giờ phút này thì chưa thấy cái sự lên tiếng nào của chính phủ Hoa Kỳ để mà giải quyết về vấn đề này. Bản tin kế tiếp cho thấy rằng ông thống đốc Gavin Newsom thuộc đảng Dân Chủ, ông nói ở trên đài MSNBC rằng ông hứa sẽ bổ nhiệm một người phụ nữ da đen để thay thế thượng nghị sĩ Dianne Feinstein thuộc đảng Dân Chủ của California nếu như bà Dianne Feinstein về hưu sớm. Hiện nay thì Thượng viện không có cái thượng nghị sĩ da đen nào sau khi thượng nghị sĩ Kamala Harris vào tòa Bạch Ốc trong cái cương vị phó tổng thống. Và ông Newsom lúc đó đã bổ nhiệm Bộ trưởng Hành chánh Alex Padilla vào Thượng viện thay chức thượng nghị sĩ Harris. Như vậy thì Padilla là thượng nghị sĩ gốc người Latino đầu tiên đại diện cho California ở Thượng viện. Xin lỗi quý vị. Nhiều người suy đoán rằng thượng nghị sĩ Feinstein, 87 tuổi, có thể sẽ không giữ chức tới khi mãn nhiệm năm 2025. Bởi vì bà có cái dấu hiệu đã đảng trí rồi. Nhưng các phụ tá của bà Feinstein thì cho tới giờ phút này vẫn bác bỏ cái điều này. Ông Newsom ổng trả lời cái câu hỏi nếu như thượng nghị sĩ Feinstein về hưu sớm, thì ông Newsom sẽ bổ nhiệm một người phụ nữ da đen lên thay. Quý vị thấy cái bản tin này sáng ngày hôm nay nó ra, nó cũng có nhiều cái chi tiết mang cái tính chính trị. Ông Newsom thì đang bị cái vấn đề mà sẽ bỏ phiếu truất phế ổng. Và ổng đang cố catch up lại, tức là cố củng cố lại niềm tin đối với dân chúng, cử tri của California. Ổng làm được rất là nhiều điều trong một khoảng thời gian ngắn. Cái điều đó là cái điều đặc biệt, ai cũng rất là ngạc nhiên. Thì cho tới giờ phút này, một lần nữa, thì ông lại muốn bổ nhiệm một người da đen vào cái chức vụ mà thay thế bà Feinstein này đó. Cho nên đây cũng là một cái nước cờ chính trị nữa để lấy lòng cái số cử tri. Mà quý vị biết là ở tại California nó là diversity. Gần như là ở California này anh nghĩ là người da trắng ít hơn là những sắc tộc khác. Như người Tàu, người Việt, người Phi Luật Tân, người châu Á, người châu Phi, còn nhiều hơn người da trắng nữa. Chỉ có một cái là cái ở tại California này, những cái dinh thự lâu đài mắc tiền là đều nằm ở đây, hay là những người thành công chủ những cơ sở, những cái công ty lớn mà nổi tiếng thế giới đều nằm ở đây thôi. Chứ thật sự là người da trắng hình như là rất là ít hơn người da màu ở tại California. Cho nên một bước đi mà rất độc đáo của ông Gavin Newsom. Còn cái đảng Cộng hòa Alaska thì chuẩn bị làm cái thủ tục khiển trách thượng nghị sĩ Lisa Murkowski vì đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump.
và sẽ đưa cái người ứng cử sơ bộ để mà bứng ghế của thượng nghị sĩ Murkowski. Chris Warren là chủ tịch Cộng hòa của Alaska nói ông đang tìm người ra tranh cử sơ bộ năm 2022 để lật cái ghế của bà Murkowski. Một người mà được cho nổi bật, được chú ý là cựu thị trưởng Cộng hòa thành phố Anchorage dự định sẽ tranh cử giành cái ghế của Murkowski. Nếu thị trưởng thắng cử thì Alaska sẽ có hai thượng nghị sĩ đại diện trong thượng viện trùng tên. Vì cựu thị trưởng Anchorage là Daniel A. Sullivan và là một đương nhiệm thượng nghị sĩ Alaska là Daniel Scott Sullivan. Nếu viết theo cái thói quen của người Hoa Kỳ đó, hai người này sẽ cùng là Dan Sullivan và là Dan Sullivan. Trùng hợp lịch sử này cho tới giờ phút này theo những nhà phân tích chính trị thì có thể sẽ không xảy ra. Chưa chắc vì không thể giành cái ghế của thượng nghị sĩ Murkowski. Dù là ông Trump có bay tới Alaska để hô hào để bứng ghế bà này, nhưng mà chuyện này cũng không thể xảy ra. Còn trưởng ban báo chí của tòa Bạch Ốc là bà Jen Psaki thì bà nói rằng chính phủ của ông Biden sẽ ủng hộ ông cựu tổng thống Trump nếu ông Trump công khai quảng bá cái sự an toàn và hiệu quả của thuốc chủng ngừa siêu coronavirus. Và bà nói rằng hiện thời hầu hết các cựu tổng thống đã làm như vậy, không cần cái lời mời thì người ta vẫn làm. Người ta kêu gọi dân chúng để cho dân chúng đi chích ngừa, để cho cái cơn bệnh nó qua đi, kinh tế nó trở lại bình thường, chúng ta còn nhiều điều khác để làm. Nhưng mà cũng theo cái lời bà Psaki đó thì trong cái buổi họp báo ở tòa Bạch Ốc vào cái hôm thứ hai, tuy nhiên mà bà nói rằng nếu ông Trump bác bỏ cái ý định này thì có nhiều cách khác để ở chính phủ của ông Biden mời cái người bảo thủ chích ngừa. Và bà nói rằng phải nên ghi nhớ rằng hai vợ chồng của ông Trump đã lén chích ngừa vào trong tháng 1 năm 2021 trước khi rời tòa Bạch Ốc để cứu vãn cái uy tín này, để không bị được coi như là những cái người nói chuyện suông rồi bỏ chạy, thì nên đứng ra gọi những cái người mà bảo thủ mà ủng hộ ông Trump nên đi chích ngừa đi, chứ đừng có để rằng một lần nữa lại đem con bỏ chợ. Nhưng mà chính bà Psaki này bà nói nếu ông Trump không làm thì chính phủ của Biden cũng đã có một cái kế hoạch để mà kêu gọi những người bảo thủ, họ sẽ chích ngừa. Đó là cái bản tin mới nhất anh đi gửi đến cho quý vị. Ông Biden nói rằng 100 triệu chi phiếu kích thích kinh tế sẽ tới account của người dân Mỹ trong 10 ngày tới, và thêm rằng cái dấu mốc 100 triệu liều thuốc chủng ngừa cũng sẽ cán cái mức trong cùng thời điểm đó. Cái chi phiếu $1,400 sẽ tới 85% những cái hộ dân cư của Hoa Kỳ, theo cái lời của ông Biden. Trong cái buổi họp báo hôm thứ hai ở tòa Bạch Ốc, ông Biden cũng nói rằng gia đình 4 người với 2 con nhỏ có lương hai vợ chồng cộng lại là 110.000 một năm thì sẽ lãnh $5,600. Và ông nói thêm cái đạo luật cứu trợ cũng sẽ mở rộng cái bảo hiểm thất nghiệp, tăng chăm sóc y tế, giảm chi phí y tế và trợ giúp kinh doanh nhỏ. Và cái điều cuối cùng ông kết luận rằng sẽ cắt phân nửa trẻ em nghèo khó trên đất nước Hoa Kỳ này. Dân biểu của tiểu bang tên là Trâm Nguyễn của Massachusetts đã loan báo hôm thứ Hai rằng bà đưa ra một cái dự luật mới để cải cách về cái luật đối phó với thù ghét sắc tộc trong hợp tác với cái bộ trưởng tư pháp Maura Healey của tiểu bang và thượng nghị sĩ tiểu bang là Adam Hintz. Dự luật sẽ giúp các công tố để dễ dàng truy tố những người phạm tội kỳ thị sắc tộc hơn. Cái dự luật có tên là HD 1653 sẽ kết hợp và viết sáng tỏ hơn hai điều khoản 37 và 239 trong cái bộ luật hình sự và định nghĩa minh bạch hơn về cái tội kỳ thị sắc tộc, và như thế là những kẻ phạm tội sẽ không được bảo vệ bởi tu chánh án số 1, tức là cái quyền tự do phát biểu theo lời của dân biểu Trâm Nguyễn.
Nhưng biểu Trâm Nguyễn cũng nói rằng dự luật sẽ tăng cái án kỳ thị sắc tộc nặng hơn. Và bà dẫn ra cái bản báo cáo của cảnh sát cho thấy cái tội kỳ thị chống người gốc Á Châu đã tăng gần 150% trong năm 2020. Quý vị thấy đó, cũng có một dân biểu người Việt ở tại Massachusetts đã hưởng ứng và coi như tích cực nhất trong cái việc mà chống lại cái vấn đề mà kỳ thị mà sắc tộc, mà đặc biệt là kỳ thị với người châu Á mà hôm qua và vài ngày trước đây Andy đã đưa tin cho quý vị, nó đã tăng lên tới 150% trên toàn nước Mỹ. Thì cái đạo luật này hy vọng cho thấy rằng đây là cũng là một điều tốt đẹp trong tương lai. Các cái cơ quan giám sát ngư nghiệp và thú rừng ở tiểu bang Louisiana đã bắt Đoan Văn Nguyễn, 54 tuổi, cư dân của thị trấn Burress, đã phá hoại các bẫy cua trong cái thị trấn mà Black Quay Mines Paris để lấy trộn cua. Ông Nguyễn đã bị đưa vào giam ở Bell Chase Lockup. Khi các viên chức bố ráp nhà của ông Nguyễn ở Burress đã gặp nhiều bẫy cua lấy trộm về. Các cái bẫy cua của ông Nguyễn lấy trộm là từ 18 cư dân khác. Cảnh sát đã tịch thu về 60 bẫy cua từ nhà của ông Nguyễn. Bên cạnh tịch thu 1 năm giấy phép hành nghề bẫy cua, ông Nguyễn này có thể bị phạt tới $3,000 và cái án là 5 năm tù giam. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh khùng điên quý vị. Đặc biệt đây là người Việt, Đoàn Văn Nguyễn, ăn cắp bẫy cua. Sau 1 năm phong tỏa thì dân chúng Hoa Kỳ sẽ tưng bừng đi du lịch. Travel Leader Network, cái mạng lưới văn phòng du lịch Bắc Mỹ với hơn 55.000 chuyên gia hướng dẫn du lịch và 5.700 văn phòng du lịch đã thăm dò trên mạng Internet từ ngày 26 tháng 2 năm 2021 tới ngày 2 tháng 3 năm 2021 với 2.783 chuyên gia trả lời cho thấy cái kết quả như thế này. 34% dân Mỹ định lấy kỳ nghỉ vào mùa xuân và mùa hè này. 23% dự định lấy kỳ nghỉ vào mùa thu. 5% sẽ du lịch trong cái mùa lễ cuối năm nay. 85% nói đã chích ngừa hay là dự định chích ngừa. 1/3 dân Mỹ đã đặt sắp xếp cho kỳ nghỉ sắp tới. 62% dự định lấy kỳ nghỉ trong năm 2021. Và 44% nói sẽ tìm nơi mới để du lịch thăm. Quý vị thấy đây là cái bản tin mà Andy đã phân tích cho quý vị nhiều ngày trước đây đó. Sau cái vụ mà Covid-19 này, quý vị thấy cái kỹ nghệ du lịch sẽ bùng phát một cách khủng khiếp. Cái kỹ nghệ mà ăn chơi du lịch, đặc biệt ở Las Vegas, quý vị cũng thấy rằng ở Reno cũng đã tăng khủng khiếp. Và cruise ship nữa. Và quý vị thấy cái gì mà nó đã đi xuống tới tận đáy, một khi nó đã lên lại thì nó sẽ lên một cách mà khủng khiếp. Mà đó là cái sự mà dự đoán trong cái tương lai. Một cái bản tin cho thấy rằng tranh giành cái tiền trợ giúp $1,400 của chính phủ Tổng thống Biden vừa mới đưa ra trong cái stimulus package để giúp cho dân chúng bị ảnh hưởng cái Covid-19. Thì đôi khi quý vị thấy đó, cái $1,400 này nó giúp cho rất nhiều người. Nhưng mà ở đâu cũng vậy, như anh đi nói, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Trong cái trường hợp này đó thì một ông ở tiểu bang Indianapolis, ông vì tranh giành cái tiền trợ giúp chỉ có $1,400 thôi, mà ông bắn chết 4 người trong một gia đình ở tại Louisiana. Cái ông này đó thì ông tranh cãi một ông ở Indiana, bắn trọng thương cái người bạn gái sống chung và giết 4 người trong một gia đình cô này, gồm cả đứa con gái riêng 7 tuổi. Và tiếp theo mỗi cuộc tranh cãi đòi chia cái số tiền 1,400 trợ giúp Covid-19 vừa nhận được theo các nhân chứng. Thì cũng theo cái bản tin từ cái đài truyền hình Fox 59, thì nghi can là Malik, 25 tuổi, bị truy tố các tội danh như sát nhân, toan tính sát nhân, cướp của, liên hệ đến vụ 4 người bắn chết vào tối thứ Bảy tại căn nhà trên đường North Randolph Street ở Indianapolis. Và theo cái bản tin là hôm thứ Sáu đã cãi cọ về cái việc mà $1,400 thì cái cô tên Moore đã nhận được theo chương trình trợ giúp chống Covid-19 của chính phủ liên bang. Thì cô Moore này chỉ đồng ý cho cái ông
này đó nhận cái số tiền là 400 đô la của 450 đô la của mình, thì ông này ông giận dữ ông bỏ đi, sau đó ông quay lại và ông tiếp tục đòi tiền, và cuối cùng ông giật cái ví của cô này và lấy tiền ở trong đó. Nhưng hai bên tranh cãi gay gắt thì ông này ông rút súng ra và bắn loạn đả làm bị thương cái cô Moore này và làm thiệt mạng người em của cô là Dawan Moore 23 tuổi, và mẹ của cô là Tomika Brown 44 tuổi, người anh họ là Anthony Johnson 35 tuổi và cô con gái của cô Moore Evermore 7 tuổi. Sau đó ông này ông bỏ ông trốn. Và rồi cô này có chạy qua nhà hàng xóm đập cửa cầu cứu, và cuối cùng thì cảnh sát của thành phố Indianapolis họ mới săn lùng và tìm kiếm và tìm, và sau đó thì một cái cuộc đối đầu đã xảy ra ở cái vùng phía đông Indianapolis, thì cuối cùng cảnh sát đã bắt được ông này. Nên quý vị thấy rằng chỉ có 1.400 đô thôi, đối với nhiều người đó thì đây là một khoản trợ cấp trong cái lúc ngặt nghèo, nó mang lại cái lợi ích, nhưng mà đối với một, nhưng mà nó cũng không lấy gì là lớn lắm, nhưng đối với những người chỉ có 1.400 đô, nó là một cái số tiền khổng lồ mà nó giết hại tới cả 4 mạng người, làm bị thương người khác nữa, rồi đụng độ với cảnh sát nữa. Cho nên quý vị thấy rằng ở đâu thì anh đi nói với quý vị cũng có chuyện này chuyện nọ, anh hùng cũng có mà thằng khùng thằng điên cũng có, nhưng mà 4 mạng người chết chỉ vì có 1.400 đô la thì cái chuyện này là chuyện khó nói lắm. Và một cái bản tin đó thì ngắn ngày hôm nay đó thì lại quay ngược lại với ông Trump. Bản tin này mới pop up thôi, bây giờ anh đi gửi đến cho quý vị. Và chuyện này cũng hơi là lạ. Tức là ông cựu tổng thống Trump, ông nổi tiếng về thù vặt, thù dai và trả thù táo bạo. Cái bản tin của ABC kể rằng ông Trump đã ra lệnh cho một cái tàu bệnh viện hải quân trong những cái ngày đầu đại dịch phải rời cái tiểu bang Washington về đậu ở California. Và theo cái cuốn sách mới của văn phòng của phóng viên Tòa Bạch Ốc là John Card đã ghi trong Fun Row at the Trump Show vừa mới phát hành hôm thứ Ba 16 tháng 3 năm 2021, thì hôm nay mới được leak ra. Thì ông Card ông ghi rằng ông Trump hỏi các cố vấn rằng cái chuyến tàu bệnh viện này tới California đậu được không? Vì ông thống đốc Gavin đang nói những điều tốt đẹp về tôi. Đó là lời ông Trump cũng nói vậy. Lúc đó ông Trump cũng đang giận dữ với ông thống đốc Washington là ông Jay Inslee, người mà ông Trump công khai gọi là trình diễn và thiệt là cà chớn, tức là show boulder và real jerk. Và thế rồi cái tàu bệnh viện hải quân Mercy đã chạy tới Los Angeles và đậu ở đó vào cuối tháng 3 năm 2020, và để giảm áp lực bệnh viện cho California và chạy tới San Diego tháng 5 năm 2020. Nhưng mà sau đó quý vị biết điều tra ra là gì? Chỉ có chữa trị cho 77 bệnh nhân, không dính gì tới COVID-19. Cho nên quý vị thấy một cái điều nó lại là vô lý nữa. Nó đang đậu ở tại New York, rồi lại điều nó tới California, chạy xuống San Diego là chỉ vì cái ông Gavin Newsom ổng nói tốt về ông Trump thôi, cho nên ông Trump cũng điều cái tàu xuống đó với một mục đích là để giải tỏa cái gánh nặng về cái dịch COVID-19 cho những cái bệnh viện ở California. Cuối cùng những cuộc điều tra ra ngày hôm nay, chính cái ông Card này ông viết ra chỉ có trị cho đậu cho đã tại California, cuối cùng chỉ trị có 77 người mà không liên quan gì tới COVID-19. Cho nên bây giờ báo chí rầm rộ lên la làng là ông Trump đúng là thù vặt, thù dai và trả thù táo bạo chỉ vì một cái chuyện nho nhỏ thôi, mà điều một chiếc tàu từ New York, cái nơi mà đang bị bệnh tật hoành hành, chạy tới California đậu chơi. Bản tin cuối cùng ngày hôm nay cũng lạ lắm quý vị, cũng mới ra đây. Đó là những cái người mà ủng hộ ông Trump được cho là bất mãn với Facebook và Twitter và đang rủ nhau vào sử dụng những cái application mới để tương tác. Và cái app mới này tên là Safe Chat, lại dính tới cái pháp luân công, một cái phong trào ủng hộ mà ông Trump rất là cuồng nhiệt. Cái tờ báo Politico ghi rằng Safe Chat có một liên hệ chặt chẽ với là Epoch Times,
Một cái báo Anh ngữ là cánh tay nối dài của Pháp Luân Công, bản Việt ngữ là Đại Kỷ Nguyên. Andy nói tới đây chắc là nhiều người quý vị cũng biết. Cái điều rất lạ là Ellis Thomas là cái nhà phân tích của cái viện Institute Strategic Dialogues đã nói với Political rằng cái bề ngoài Pháp Luân Công thì ủng hộ ông Trump và MAGA, tức là MAGA, nhưng cùng lúc đã cấy một số quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào các giáo đồ này. Cái bản tin này sau khi anh đi mà đọc xong, nó làm cho anh đi nhớ lại. Quý vị có nhớ rằng trước đây cái Pháp Luân Công nó rộ lên rất là mạnh ở tại Trung Quốc, sau đó nó phát triển lên trên toàn thế giới, và Cộng sản Trung Quốc thì rất sợ cái đảng Luân Công này. Họ muốn dẹp bỏ cái đảng Luân Công và họ bỏ ra rất nhiều tiền của, cũng giống như là nhiều công sức để dẹp bỏ cái đảng Luân Công này. Nhưng mà cuối cùng đó thì quý vị biết rằng, mà anh đi nhớ không lầm đấy, đảng Luân Công này cũng đã về tới Việt Nam luôn. Và có một cái bản mà Việt ngữ đó, tức là Đại Kỷ Nguyên, rất là nhiều người Việt Nam cũng theo cái Pháp Luân Công này, cũng đứng múa tay múa chân. Rồi sau đó ở tại cái cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ này, Pháp Luân Công cũng thâm nhập vô luôn. Vào cái thời gian đó là phải nói rằng cái Pháp Luân Công này rất là nổi tiếng là chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà quý vị biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cái đảng mà dập không được thì thỏa hiệp. Và họ cuối cùng thì cái Pháp Luân Công này cho tới giờ phút này thì quý vị biết rằng theo cái sự nhận biết của nhiều người thì cái đảng này bây giờ nó đã hư hoàn toàn rồi. Nó không còn như cái Pháp Luân Công trước đây nữa, là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc nó đã lồng vô trong này, nó đưa những cái thông điệp của nó, cái quan điểm của nó, thay vì nó dẹp bỏ không được thì nó tìm cách thỏa hiệp và nó mua đất. Cho nên bây giờ cái Pháp Luân Công chẳng những là nó không bị phá đi, nó không bị dẹp đi, mà nó còn được lan truyền khắp thế giới. Và từ đó nó mang cái thông điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đi khắp mọi nơi. Cho nên chính như vậy thế giới này mới nói rằng đảng này đã hư rồi, không có còn gì tin cậy nữa. Mà cái đảng này là một cái đảng quý vị biết là nó cuồng ông Trump một cách, nó theo ông Trump một cách cuồng nhiệt, nó ủng hộ ông rất là ghê gớm. Cho nên quý vị biết rằng theo cái viện mà Institute mà của Dialogue này đó, ngày hôm nay đó thì quý vị thấy rằng những cái người họ không thể nào họ bất mãn với lại quý vị thấy là của Facebook với Twitter với lại YouTube này nọ, ông Trump bây giờ không còn cái cách nào để mà có tiếng nói ra ngoài được nữa. Cho nên bây giờ thì những cái người mà ủng hộ ông họ mới dùng cái safe chat này, mà cái safe chat này nó lại để cho ông có cái tiếng nói ra ngoài. Nhưng mà anh đi vừa mới phân tích cho quý vị xong và cũng theo những cái bản tin này cho thấy thì rõ ràng ông Trump bây giờ lại một mặt ngày xưa thì lúc nào cũng chống Trung Quốc, lúc nào cũng đánh thuế lên, áp đặt thuế khóa, lúc nào cũng nói là Trung Quốc lấy mất công ăn việc làm của Hoa Kỳ, Trung Quốc là ăn cắp cái vấn đề mà sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ, Trung Quốc muốn nổi dậy về vấn đề kinh tế, muốn nổi dậy về vấn đề quân sự, làm hại cho dân chúng của Hoa Kỳ, làm hại cho thế giới, vân vân. Một mặt cứ đòi đánh Trung Quốc cho bằng được, đè dẹp Trung Quốc cho bằng được. Điều đó điều tốt, không ai nói gì cả. Nhưng mà bây giờ cái nỗi khổ là bây giờ cái Pháp Luân Công này là một cái công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mà bây giờ ông Trump ở trong cái cảnh mà bí đường bí lối phải dùng cái safe chat này, cái app này để mà nói cái tiếng nói của mình ra với những cái người đang ủng hộ mình, lại là cái nền tảng Pháp Luân Công nhưng mà thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng quý vị thấy cái điều này là cái điều mà quái đản nhất ở trên đời này, mà ngay cái lúc mà không còn cái gì, cái phao nào để bấu víu thì ông Trump cũng sẽ bấu víu vào cái Pháp Luân Công này. Cho nên quý vị thấy đây cũng là một cái vấn đề mà mọi người cần phải suy nghĩ. Pháp Luân Công này bây giờ hư rồi, bây giờ không còn một cái gì khác nữa. Nó chỉ là một cái công cụ, một tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc thôi. Và Đại Kỷ Nguyên này cũng vậy, ngay trong nước Việt Nam, ngay cộng đồng Việt Nam và rất nhiều cộng đồng trên thế giới, gần như là họ
người ta đã rời bỏ cái pháp luân công này rồi. Đây là bản tin cuối cùng anh đi gửi đến cho quý vị, và chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin chào.